Mến chào cô chú anh chị, hôm nay là thứ ba, 9 tây tháng 7. Dạ, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một số cây mà hàng ve mà cứu kép có rễ rồi cho mọi người chơi ha. Trước tiên mình có cây này là cây bập phim. Nó lên xanh trắng hồng, vàng, có viền vàng. Cây này thì thích trong mát mọi người, thích ở trong mát. Cây này không có bị gãy, không bị lỗi gì hết, cứng kép. Chịu được nhiệt cao, nếu mà ship đi tiểu bang xa chịu được 7 ngày cho tới 10 ngày nha mọi người. Cây này Ngân để ra mọi người là 350 đồng, không là ship đi đâu, hoàn hảo không bị gì hết, rất là bự nha. Để có thể lấy cái chiếc đó cho mọi người. Đây, cây này là bề ngang là 17 inch nha mọi người. Bề cao là từ mặt đất lên tới mặt chậu là 13 inch. Còn đây là cái chậu là 10 inch. Bề trường kính là 12 inch. Chậu này giả cổ nha, chậu này Ngân để là 65 đồng. Certified đó là for the park. Rồi ok, mình tiếp tục mình đến cây ti cấp này. Cây ti cấp này là Red Blue Kasmi, ti cấp bông nhỏ tí hon. Món Úc đây, bông nhỏ chỉ bằng một ngón Úc. Dáng bonsai, bề ngang là 24 inch. Bề cao từ đất Ngân trồng lên là 16 inch. Cây này Ngân trồng sâu nha, cái chậu của Ngân là 13 inch bề cao, bề ngang là 10 inch. Cây này là cứng cáp dáng bonsai, có rất là nhiều nhánh nha mọi người. Rồi xong cái ọt của nó đi thẳng vô. Thì cây này về tương lai á, sẽ rất là đẹp nha. Bông thì nhỏ mà trung thì rất là dày. Cây này Ngân để cho mọi người là 650 đồng nha. $650 for the plant. Cây này á, tương lai rất là dày mà có dáng rất là đẹp mọi người. Dày già lắm á nha mọi người. Rồi ok, 650. Rồi bây giờ mình tới cây bông hồng. Cây bông hồng này là bông hồng hồng nha mọi người. Nó lên màu hồng, bông mập. Cây này bề ngang là 22 inch, bề cao là 16 inch. Cây này dạng va có sọc hồng vàng cam, dạng này là dạng có sọc nha mọi người. Cây này giá cho mọi người là 590 đồng. Cây cũng không, chỉ càng ngày càng lên giá, không có xuống giá đâu mọi người, vì lý do là nó càng ngày càng đẹp chứ. Mấy cái cây loại cây này càng ngày càng đẹp á, nó nở ra thì nó sẽ rất là mắc tiền á. 18, cây này là 23 inch. Bề độ tuổi 23, cỡ 23 năm tuổi á. Cây này thì lên bông hồng đỏ nha mọi người. Đất nhiều quá đó, để Ngân kéo nó xuống để cho thấy cái bộ rễ ha. Cái này là bông hồng đỏ đỏ nha mọi người. Đây, giật cho mọi người cái mặt trước. Cái này để cho mọi người là 600 nha mọi người. $600. Rất là dày và rất là già, 600 bông hồng đỏ. Hàng va nha mọi người. Đây, bề ngang là 20 inch. Bề cao là 16 inch, đường kính là 14 inch. Cái này cả triệu bông lượng nha mọi người. Mọi người coi đi, độ dày của nó rất là dày, có nhiều tầng lá, có nhiều tầng hoa. Thì tương lai cây này nở ra sẽ rất là đẹp nha mọi người. Rồi ô ta tiếp tục. Cây này là tên là Super Bang Variegated. Nó là bề ngang là 17 inch, bề cao là 11 inch. Bông của nó sẽ lên dừa đỏ mà có nhị vàng.
cái nhị vàng của nó thì nằm ở ngoài chứ không có giống như cái blue đó là nhị vàng nằm bên trong. Thì cái cây này nó đi ngược lại là nhị vàng của nó nằm bên ngoài. Thì khi mà nó hiện lên cái nhị vàng á là khoảng độ chừng khi nó bắn rễ rồi á, rễ cứng cáp rồi thì cái nhị vàng của nó sẽ hiện lên như cái này nè, đỏ và nhị vàng. Đỏ nhị vàng mà một cái vàng của nó nằm ngược lại, nằm ở phía bên ngoài của cái cánh chứ nằm không nằm bên trong. Mà cái bông của nó rất là bự tròn giống như một bông hồng khổng lồ á. Cái loại này loại to. Bông to ha. Mà nó rất là đẹp luôn á mọi người. Cây này Ngân để cho mọi người là 300 nha mọi người. $300. 18 inch ha. Rồi cao là 10 inch ha. Còn cái chậu này của Ngân là 120 đồng, 13 inch. Ngang là 10. 120 for the... Cái này nó được cái là hay là vì nó là hàng va mà nó là vừa hai cái crack và có hai cái hàng chùm đi kế bên. Cho nên là nó rất là nghệ thuật. Mà nó được cái nữa là nó rất là già, là vì nó dày á. Cái bản của nó dày mà nó cứng như vậy nè, nó lên một rau giống như vậy nè. Là cái cây này thụ dữ lắm. Thụ dữ lắm thì có nghĩa là nó rất là khó chết ha. Thì cây này, cây này có một gốc thôi hả? Một gốc thôi đó. Cây này là loại cây không ghép. Một gốc mà ra làm hai nhánh. Rồi ra trên cái fresh này đang lên va nè. Cái này mới mốt lên va nở ra đẹp dữ lắm nha mọi người. Cây này mà nở ra đẹp dữ lắm, cái giá trị của nó khi mà lên màu rồi nó có thể lên tới 400, 450, 500 đồng. Tại vì khi mà nó nở màu lên nó đẹp dữ lắm mọi người ha. Rồi tiếp cây nào nữa. Rồi bây giờ cũng cây này là nó luôn. Nhưng mà cây này thì mắc hơn nhiều ha. Cây này tới 600 đồng rồi, không show gì. Cây này cũng là nó luôn, hàng va, nhưng mà cây này có 600 đồng rồi. Lý do cái ọt nó rất là đẹp, nó rất là già, mà nó là hàng va đỏ mà ọt đẹp lắm mọi người. Cây này 600 lận. Ngân đã từng bán cây 800 đô mà khi nó lên màu, ok. Còn cây này là màu chưa có lên thì đang hiện tại là 600. Nhưng mà khi cái màu của nó lên 800 đô là mọi người mà khách vẫn mua, ok. Vì lý do là khi màu nó lên nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp và cưỡng cái màu nó lại không được đâu mọi người. Khi đó cái cây mà có size này mà có ạc cỡ này 800-900 người ta vẫn mua mọi người. Người ta vẫn mua tại vì nó rất là đẹp. Ngân đã từng bán size cái cây này từ 650-800-900 người ta vẫn mua, ok. Cho nên là khi mà màu nó lên rồi á là nó đẹp dữ lắm mọi người. Mà cái dáng của cây này nó già lắm. Bởi hiện tại bây giờ mình kiếm những cây bự giống như vậy nè, mình kiếm khó lắm. Mà mình kiếm cái dáng này cũng khó luôn ha. Cái này cũng là màu đỏ nhưng mà nhụy vàng nó hiện ra ở ngoài. Mà cánh dày, short leaf, mà cánh dày bông dày lắm như là bông giả vậy đó ha. Cây này hiện tại bây giờ là 600 đồng. Ok, 600 ha. Cái này là đồ va. Cái chậu bao nhiêu? Cái chậu này là 65 đồng mọi người. $65 for the pot. Cái này là handmade của Korea mà gọi unit đó mọi người. Unit, cái loại này unit. Còn mà cây này cũng Ngân là có rễ rồi nha. Đang chuẩn bị lên màu. Chắc Ngân nghĩ trong khoảng tháng 9 này là màu nó lên. Tháng 9 này là màu nó lên nha mọi người. Cây này để Ngân đo cho mọi người coi. Cây thước rễ đâu à? Dạ. Ok. Cây này Ngân đo cho mọi người coi. Cây này cái dáng rất là đẹp. Tại vì Ngân đã từng nhìn thấy cái màu nó lên nó đẹp cỡ nào mọi 20 inch bề ngang. Bề cao 15 inch. Dạ. Mà dáng đẹp nha. Rồi cây này 600 nha. Những cây mà rồi, ok, bây giờ mình tới màu hồng. Cây cây nào? Cây hồng. Rồi bây giờ mình đi tới cây màu hồng này. Cây hồng này gọi là White Chanel. White Chanel hay Pink Chanel gì đó. 17 inch bề ngang. 10 inch bề cao. Ok. Cây này nó sẽ lên màu hồng bông bự. Màu trắng mà bông bự lắm mọi người. Nó bự mà nó cánh nó dày lắm mọi người. Phải sâu gì. Bự mà cánh dày lắm. Nó như là một bông sen vậy đó.
nó như là một bông sen mà rất là đẹp. Có người gọi nó là cái gì hai quan, nhưng mà có fan gọi nó là binger, nhưng mà nó tên theo hồi đó fan cũng nên gọi là nó là white chanel, tại vì cái bông của nó rất là bự mà màu hồng trắng như là một bông sen mà có nhị vàng, đẹp ơi là đẹp luôn nha. Cái màu này nè nó đẹp dữ lắm mọi người, nó không phải là bông cái hồng nhỏ nhuyễn nhuyễn mà cái bông của nó bự lắm. Không nè, cái bông của nó, đường kính của nó bự lắm mọi người nè, có cái chùm hoa của nó nè, bự lắm mọi người ha, không có bình thường đâu, đẹp lắm. Cây này Ngân để giá cho mọi người là 350 đồng, 350, mọi người nên lấy một cây này về đi, tại vì vừa khỏe mà vừa đẹp, nó không có khó trồng giống như cái loại mà pin gothic crested thì cái bông nó nhỏ nhí hơn, còn cái loại này nó vừa dày và nó vừa sắc nét như bông sen gì đó, cho nên là nó vừa đẹp mà nó vừa dễ nữa, nên mua ha. Cây này là 350 đồng, cái chậu 45 đồng, $45 for the pot. Còn cây này là cây velour này cũng dễ nuôi mà bông thì nhỏ, cashmere nha mọi người. Cái loại này thì cashmere, cây này Ngân để cho mọi người 150, cái này cực kỳ màu đỏ nhị vàng bên chính giữa như là neon nha, đỏ nhị vàng nằm chính giữa neon, 150 đồng, cực kỳ dễ trồng nha mọi người, very easy to plant cái loại cây này, nó đỏ nhị vàng dày rất là đẹp luôn. Cái này 150 nha mọi người. Ok, 100. Nhiều bông lắm á. 150 for the plant, cái chậu nhiều. Cái vậy? Chậu 45 đồng. $45 for the pot. Rồi bây giờ mình tới loại này. Cái loại này thì nó là Maisy Cratic. Ha, cây này thì bông bự. Hiện tại Ngân đang giới thiệu một số dòng bông bự mà variegated. Cái bông này nó bự như cái bông hoa mặt trời vậy đó. Cây này 16 inch bề ngang. Bề cao là từ đáy chậu lên là 10 inch, 10 11, 11 inch gần 12 inch ha. Bông thì mọi người thấy đó, cái loại này nó cánh dày lắm mọi người. Mà cái màu nó rất là sắc nét. Nè coi nè, từng cái crest của nó nè. Cái crest nó đẻ ra, red nào cũng đẻ ra quá trời là mập luôn á. Cánh thì dày, bông thì dày. Nè, bông dày lắm mọi người. Mà màu cái loại này màu lên đẹp dữ lắm. Nó sẽ bóng lên giống như cái cây bên trong nè. Cái cây Maisy Luster kìa. Chị Hương nhìn thấy cái cây Maisy Luster không? Right here. Cây này một cái này Ngân để cho mọi người 100 nha. Lý do tại sao 100? Tại vì nó đều cánh màu sắc nét. Mà nó có lên màu rồi ha, trồng lâu lắm nên mới lên vậy á. Phải cây này hình như phải hơn 1.5 năm nó mới lên được cái màu này nha mọi người. Còn khi mọi người mới mua về nó ra cái màu này, nó không có lên bóng được giống như cái màu này đâu. Cái màu này mọi người phải trồng hơn 1.5 năm thì nó mới lên cái loại này. Cái màu như trong cái chậu Ngân đang bán hàng chùm nè, 100 đồng nè, phải trồng 1.5 năm thì nó mới lên như thế này. Còn khi mà mới thì nó sẽ lên như thế này. Đó là cái sự khác biệt. Nhưng mà cái cây này cũng là thuộc loại già lắm rồi nha. Cái dáng ọc đẹp ha. Màu thì cứ nửa, chắc Ngân nghĩ chắc khoảng chừng nửa tháng nữa thôi là cái màu sẽ hiện bóng lên như thế này. Tại vì cây này có rễ rồi, cái loại này có rễ rồi, trồng cũng lâu rồi mới đẹp được như vậy nha mọi người. Cây này Ngân để cho mọi người là 290 đồng nha. $290 for the 290 đồng. Cây này là đáng mua nha. Tại vì cây này vừa đẹp, vừa sắc sảo và vừa là hàng hiếm. Những cái dòng cây này mọi người kiếm rất là khó luôn. Chơi chừng khoảng 4-5 năm kiếm được một cây thôi à. Chắc chắn trong phần ngàn, 4-5 năm trời chỉ mới kiếm được một cây thôi. Mà kiếm được cái cây dáng đẹp như vậy là chuyện không bao giờ dễ dàng đâu nha. Không bao giờ dễ dàng. Một cái cây mà mình kiếm được cái dáng mà vừa ý không bao giờ là một chuyện dễ dàng. Mà nó cứng cáp mà nó khỏe mạnh nữa là không phải dễ đâu nha. Ví dụ mình mua 2-3 cây mà nó chết, trong vòng 2-3 cây nó chết là coi như tiền vứt, đúng không? Mà cái cây nào vừa khỏe mạnh mà vừa cứng cáp mà màu lại re nữa là không phải là chuyện đơn giản nha. Có được thì mình cứ thấy mình hợp túi tiền, mình nín một chút, mình mua một cái cây cho nó đáng đồng tiền nha mọi người. Là mình trưng hoài luôn, mình không có tiếc nuối ha. Giống như cái cây này không tiếc đâu.
mua cây này em cam đây với mọi người không thể chết đâu. Giống như cây này cây mới đi. Cây này cây mới 150 đồng. Cây này mới hơn nè. Nó cũng là một giống với nhau. 150. Ok. Nhưng mà mình nuôi thì cũng phải từ từ nó mới mập mạnh khỏe giống như cây này nha. Cho nên là mà nó cũng không bự bằng cái cây đằng sau đâu. Cây này 150 đồng. Bây giờ bà con có budget bà con mua một cây năm 150 đồng. Cây này Ngân bán 150, lý do tại sao? Vì cái dáng nó rất là đẹp mà nó không có bị một cái lỗi lầm gì hết, mà nó chắc khỏe, dáng đẹp, bonsai, màu đẹp, mê gì nữa. Thì 150 cho cái size này trung bình người ta bán từ 120 cho tới 150, nhưng khẳng định cây hàng Ngân bán 150. Lý do dáng đẹp, màu đẹp, hàng rare, quý hiếm. Cho nên mà khỏe nữa, không bị lỗi lầm, 150 đồng, ok. Tiền nào là của đó thôi. Muốn chơi hàng rare thì mình phải chịu khó. Để ông thôi, mình mua một cây, hai cây mà mình nó bị lỗi lầm gì đó, cái vua về chết cũng bằng bù tiền bằng mua một cây xịn ha. Rồi đây là một cây rare nữa. Cây này thì bảo đảm kiếm không ra đâu. Cái dòng này là 4-5 năm về trước rồi kiếm không ra đâu ha. Còn bây giờ không có hàng cái loại này đâu. Cái loại này là 4-5 về trước rồi. Cách Ngân mua chồng á, à, tới giờ này đẻ ra đóng đi. Cây này Ngân bán cho mọi người là 100 đồng nha. Cái cây không 100 đồng. Còn cái chậu thì là chậu này là hiệu bonsai, bán cho mọi người là 15 đồng cái chậu. $15 for the pot. Những cái chậu mà của dòng vô dòng bonsai nó mắc lắm, even though nó không có 3D nha. Sometimes nó cũng mắc lắm á. Rồi ok, mình tiếp tục qua dòng. Cái cây cây này là hai quan. Cây này hai quan là 85 đồng, có rẻ rồi. $85 for the platter. Còn cái chậu này Ngân bán 40 đồng. Chậu này có chân cho nên mà tròn, cho nên là khi mà những cái hàng chùm á, nó rất là thích hợp để trồng những cái hàng chùm nha mọi người, nó xòe ra to, đổ xuống rất là đẹp ha. Rồi còn này Rinpoche Sedan Ngân bán 150 đồng cho ngày hôm nay. 150. Có người cũng gọi nó là Ultra đó mọi người. Ultra đó. Ultra chính là Rinpoche Sedan mà đã nuôi lâu rồi lên màu á. Ultra chính là Rinpoche Sedan mà đã nuôi lâu rồi lên màu ha. Rồi bây giờ mình tới Maisy ha. Cái này Maisy, cái chậu này là 45 đồng luôn ha. Okay. Rồi ok, bây giờ cái crack này, nếu như anh chị nào ở tiểu bang xa, ở tiểu bang xa mà ở một đất nước nào khác, chẳng hạn Việt Nam, Anh Quốc, Trung Quốc, Australia, nên mua cái dòng cây này. Cây crack này rất là đẹp, rất là sắc sảo, cá tợt, nhưng mà mình shipping đi được hơn 10 ngày nó vẫn ok. Chứ mà cái crack này, cái dáng này thường là độc lạ, nó rất là dễ chịu, nó có thể trồng ở trong nhà và cũng có thể trồng ở ngoài trời luôn. Ok, chịu nắng chịu mưa cũng chịu, mà ở trong nhà cũng chịu luôn. Ok, mà cây này cái dáng có ọt rất là đẹp. Đây là hai cây mà mỗi cây Ngân bán là 200 đồng. 200 đồng. Cây này mà muốn mỗi cây là đều 200. Nếu như mà khi mà cô chú anh chị này rất là cao nha mọi người, 16-17 inch ha, cái ọt rất là đẹp nha. Cây này mốt có hoa, mốt có hoa đẹp lắm á. Mốt có hoa thì giá của nó sẽ lên tới 300 nha. Cái cây loại cây này thì để càng lâu càng mắc tiền. Riêng cái loại này là để càng lâu càng mắc tiền ha. Rồi bây giờ mình tới cây hoàng ngoại này. Cây hoàng ngoại này thì nó là cây Majestic Variegated Arctic. Arctic rất là ngầu. Cây này có giá là 600 đồng rồi mọi người. $600 có ọt, nó đẹp lắm, mà hàng va nha. Cây này mà tỉnh lại đẹp lắm. Nhưng mà cây này cũng Ngân là có rất là nhiều baby rồi, thì tương lai cây này sống sẽ rất là đẹp. Còn đây là cây bông hồng vàng mà có variegated, ok. Cây này bông hồng vàng mà có va. Cây này đi nước ngoài ok nha. Đi Việt Nam, đi England, đi Australia đều ok. Nó chịu mưa, chịu gió, rất là easy. Mà nó ra cái bông hồng nhỏ mà màu vàng hồng tím, hàng va nha. Cây này cũng Ngân là va. Cây này Ngân để cho mọi người là 350 đồng. Cây này bề ngang là 19.5 inch, gần 20 inch nha mọi người. Bề cao của nó là
từ đất lên là 11 inch. Ngân trồng rất là sâu, muốn cho là muốn cho nó có rễ nhiều ha. Còn có cái ạt kín giữa nữa, giống như là một hũ san hô, một khối san hô. Mà cây này là dòng variegated cho nên mọi người nên collect nó về ha. Rồi còn đây là cây Rainbow Sedan mà variegated ha. Cái dòng này thì nó là hàng va nên xanh hồng cam. Cái này hàng va nên cô chú chị có muốn collect về thì phải đủ kiên nhẫn để mà nuôi nó nha. Tại vì nó không có đẹp liền đâu, cây này phải mất ít nhất là 6 tháng thì màu mới lên. Cho nên là nếu mà đủ kiên nhẫn thì mua cây này về. Còn nếu không đủ kiên nhẫn, chờ người bán, người ta nuôi cho nó khỏe khoắn rồi mình mua, thì tới lúc đó giá không còn như ngày xưa. Hiện tại bây giờ Ngân đang bán cây này là 400 đồng. Nhưng khi mà Ngân đã nuôi nó cứng cáp rồi thì giá của nó up lên tới 800 hoặc là 900, khi mà người ta đã nuôi successful ha. Tại vì khi mà người ta nuôi successful cái loại cây này á, không là chuyện đơn giản, tại vì phải chết rất là nhiều cây người ta mới cứu được một hai cây ha. Nên đó là khi mà người ta nuôi successful thì cây này có giá sẽ là 700 hoặc là 800, tùy theo có lúc cái màu lên đẹp cỡ nào ha, rồi tùy theo cái giá. Còn đây là một cái cây hoa nhầm màu đỏ mà có sọc. Cây này thì hiện tại rất là khỏe và có rễ rồi, cứng cáp rồi. Cây này rất là chịu đi xa. Nếu như cô chú anh chị nào ở những đất nước xa xôi hoặc là những tiểu bang xa, mọi người nên lấy cây này. Tại vì hiện tại bây giờ chỉ có loại cây này là chịu được ở trong thùng hàng hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày cho tới 2 tuần là nó chịu được hết. Và nó không có dễ chết ha. Cây này rất là dày và rất là già. Độ tuổi của nó 25 tuổi mà cánh rất là dày, rất là dễ chịu. Khi mà để khô được hơn 10 ngày, 15 ngày nó cũng chịu luôn. Và khi về nhà của quý vị thì quý vị cô chú anh chị cho nước vô cho em sống lại, cho em ở trong mát thì cái độ phục hồi của nó chỉ mất khoảng 3 tuần là nó có thể hồi sức lại. Và mất cho nó khoảng, như những cây khác thì mất khoảng 6 tháng tới 1 năm thì cây mới hồi phục. Riêng cây này đã cứng cáp rồi thì mất cho em trong vòng 1 tháng cây sẽ hồi phục rất là nhanh. Ai mà có không có thời gian mà có tiền thì nên mua cây này. Cây này là 25 inch bề ngang, bề cao là 17-18 inch. Có đẻ con ra rất là nhiều hoa trên đường kính rồi. Thì nó hiện tại nó có rất là nhiều hoa như thế này thì có nghĩa là nuôi lâu lắm, dữ lắm rồi nó mới đẻ ra một đống baby hoa giống như vậy nha. Còn nếu như mà mới mua về thì nó chỉ là một bản crack bình thường thôi. Phải nuôi rất là lâu rồi thì nó mới đẻ ra rất là nhiều những con baby hoa nhỏ 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 như này. Thì cây này Ngân để 650 đồng, hiện tại bây giờ là 650 đồng. Thì nuôi tỉnh táo hơn một chút, cây lên 900 cho tới 1000, ok. Hiện tại bây giờ Ngân đang on sale cây này là 650 đồng. Cô chú anh chị nào? $650. Yes, cây này Ngân đang on sale. Nếu như cô chú anh chị nào mà không có nhiều thì giờ mà muốn chơi cây bự nên collect cây này về, hôm nay chỉ là 650 ha. Tại vì Ngân đang có rất là nhiều cây bự cho nên Ngân sẽ cho các em release đi, tại vì em đã đầy rễ rồi. Thì là 650 đồng, ai hốt được cây này hốt liền cho Ngân đi. Cây này là rất là good deal luôn, 650 bông hồng đỏ mà bản thì quá bự, cây này tới 30 năm tuổi rồi ha. Dày nè, dáng cũng đẹp nữa nè, nằm trong cái chậu. Cái chậu này là 250 đồng nha. Nếu ai muốn mua cái chậu collector của nghệ nhân thì là 250. Cây này đường kính hình như 23 inch á, 23 inch. Rất là dày, rất là già ha, không chết đâu. Cục cưng đó. Hôm nay release em là 650 đồng nha. Ai thích cây này mà không có thời gian mà muốn mua cây bự, mua cây này đi. Bảo đảm đẹp, bao đẹp luôn. Còn bé này cũng bao đẹp luôn, lên màu nè. Bé này cũng là Super Bang Variegated. Bé này Ngân để cho mọi người 250 đồng nha. $250. Rồi, ok. Những cây ngày hôm nay sẽ là những cây có rễ. Có rễ hết cho mọi người chơi. Ok. 250 đồng. Nhìn nè mọi người. Baby quá trời on the top. Có nghĩa là em nó cứng cáp, nó có sức khỏe đó. Nó mới đẻ baby nhóc nè. Nhí nè, on the top. Cây này á, để trong mát cái nó tỉnh nhanh lắm mọi người. Hôm bữa nắng á, bây giờ bỏ trong mát cái nó cứng ngắc.
Chậu có chậu chậu này 65 đồng rồi. $65 for the pot. Còn đây là một cái cây cây lưu là Luster nha mọi người. Cái hàng này là hàng Luster, lưu là Luster của Korea nha. Một chùm luôn nha. Cái này Ngân để cho mọi người là 70 đồng. Lưu là nó sẽ là màu hồng hồng nha mọi người. $70 for chùm Aki nha mọi người. Aki thích nắng lắm. Rồi ok, mình có cây này. Cái màu này đẹp lắm mọi người ơi. Mọi người nên mua đi ha, 170 đồng cái màu này. Cái màu này cưng xỉu luôn á. $170. Xanh mà nó vừa cam cam cưng xỉu luôn á, 170 đồng thôi nha mọi người. Có rẻ rồi mới khỏe mạnh đẹp đẽ giống như vậy, để con ra từ lưa hết. 170 đồng cái fresh này nha. Rồi tiếp tục mình có cây. Cây nào? Cây này. Cây va này chị Hương qua được. Cây này variegated, từng bông đều có mỗi màu va khác nhau á mọi người. Cây này Ngân để cho mọi người 100 đồng nha. $100. Cây này bự lắm. Mỗi một bông đều có va hết. Xanh trắng hồng tím. Quá trời bông, khỏe mạnh nha mọi người, cứng cáp khỏe mạnh nha. Ok. Rồi, ok, tiếp tục mình tới cây. Cây này là một trong những cây mà đâu cây nào? Hoa thanh huyền của chị Minh Hương nè. Thấy nha, thấy chị Minh Hương có cây đẹp lắm. Này cũng Ngân. Cũng Ngân cùng thời với của chị Liên Hương và Minh Hương mỗi người cây. Đây Ngân cây. Mà cũng Ngân cắt tháng đầu để bán rồi. Cái này nó thiệt. Nó đẹp quá, người ta tới người ta làm nữa. Nhưng mà mỗi cái bông của Ngân á, nó già lắm, nó đẻ ra mấy con giống. Cây này già thụ lắm rồi nha, cây này Ngân để cho mọi người là 100 đồng nha. $100 nha. Hàng va. Quá già rồi. Nè, một bông mà cứ đẻ ra một đống baby, cứ single hát gì đẻ ra một bông baby. Quá già ha. Lấy luôn cái chậu cho Ngân đi. Cái chậu này Ngân để cho mọi người 60 luôn. Truy đi ha. Một cây này 160 đồng luôn, cây luôn chậu nha mọi người. $160 for the whole set. Mình không có thời gian á thì mình mua một cây bự giống như vậy về chân đi cho nó đẹp, cho nó vui ha. Của chú anh chị nào mà không có thời gian mua luôn nguyên cây này 160 đồng, con shipping cho tiền ship luôn, bao cây bao chậu luôn là 200 chẵng con ship cho mọi người, vừa cây vừa chậu luôn nha. Okay. Ship vừa cây vừa chậu 200 chẵng nha, tiền shipping. Rồi ok, bây giờ tới cây cây này đi nè cô. Cái này tiểu bằng xa. Cô chú anh chị, những cái người ở xa, những cái quốc gia xa xôi có thể mua cây này được nha. Cây này là chịu ở trong thùng được mà 20 ngày luôn á. Nếu như mình ship cái cây này, nó chịu ở trong thùng từ 10 ngày cho tới 15 ngày nó đều ok ha. Mà nó bự lắm mọi người, rất là bự luôn. Recommend highly nha, xanh trắng hồng. Xanh trắng hồng mà bản đẹp. Cây này Ngân để cho mọi người là 450 đồng nha. $450. 450. Cây này bề ngang của Ngân là 19 inch. Bề cao là 21 inch. Cây này bự nha. Cái chậu này từ cái đấy chậu mà cái chậu này của Ngân khá là cao nha. Ngân tính từ cái chậu cho tới mặt đất là gần 34 inch nha. Từ mặt đất chậu cho tới cây là 34 inch. Cây này phải chôn sâu lắm nha. Cây này thuộc loại là cao lắm nha, nhất nhì luôn á. Nên trong vườn có một cây cao to đẹp như vậy cho nó hoành tráng mọi người. Nó hoành tráng nhất của nó luôn. Nhưng mà cái loại này thì không có va nha. Báo trước chỉ là xanh trắng hồng thôi, không có va, nhưng mà nhìn nó rất là hoành tráng, khỏe khoắn nha. Nên mua một cây về trưng ở nhà cho nó hoành tráng ha. Rồi bây giờ mình tới cây bông hồng xanh. Bông hồng xanh không va. Bông hồng xanh không va ha, cây này đi. Bông hồng xanh này không có va ha. Cây này cũng có rẻ cái rồi, cứng cáp rồi, nên để cho mọi người là 250 đồng. $250. 250. Rồi còn cái chậu là 70 đồng. $70 for the pot. Cái bông hồng xanh này nó cũng lên đẹp lắm ạ, à, không có giỡn đâu.
Rồi bây giờ mình có cây bông hồng xanh nhỏ hơn ha. Cây bông hồng xanh này nhỏ hơn là 10, cao là 14 inch, bề ngang là 11 inch. Cái này Ngân để cho mọi người là 120 đồng thôi. Bông hồng xanh này 120 ha. 120. Rồi mình Ngân có cây blue. Cây blue right here. Cây pet blue này bông đẹp, đang nở từng bừng hoa lá luôn ha. Cây này Ngân để cho mọi người 200 chẵn nha. 200 đó là. Hôm nay lấy thước đo cho mọi người coi để mọi người được mường tượng ra được là trong đầu mình là cái cây nó bự cỡ nào nha, để mọi người không có cần phải thắc mắc cây bự cỡ nào. Đó, đây là cái mặt sần sâu. Ngân trồng cây này hơi bị méo nha mọi người, chứ mọi người cây này có rễ rồi nha mọi người. Ngân nghĩ phải chỉnh nó lại như vậy đó thì nó sẽ đẹp hơn ha. Cái này fully rooted rồi nha mọi người, 200 chẵn đi. Rất là đẹp nha, nó sẽ đó đằng sau nè, nhị vàng đỏ lét luôn. Đỏ nhị vàng rất là đẹp nha mọi người. Cái màu nó lên là mình cưng lắm đó, không có đơn giản đâu. Cái này nãy quay chưa chị Hương? Cái nào? Cái đó quay rồi. Rồi. Đây, đó những cái cây mà nó lên màu là đẹp dữ lắm mọi người. Here, look at this. Cây lên màu đẹp dữ lắm mọi người ơi. Rồi còn đây là cây bông hồng. Bông hồng. Cây này đều đưa ra đây không nhớ giá. Cái đó là 200 luôn nha mọi người, hàng 200 đó là. Cái này hàng có ba xanh đỏ hồng tím đủ màu. Ok. Rồi đây cây này đẹp lắm nè, cây này recommend highly, recommend lên mua nha. Những người ở tiểu bang xa, những người sợ cây chết, cây gì khó trồng, mua cây này cho em. Cây này hồng cam vàng, cánh dày như là dòng Echeveria, rất là dễ trồng ha. Và có rễ rồi, cây này Ngân để cho mọi người 170 đồng thôi. 170 đồng lên vàng cam mà bản fresh bonsai nha, 170. Cây này nên mua nha, ở chịu trong thùng shipping hơn 10 ngày cây vẫn ok. Cây này Ngân đã từng có rất là nhiều khách trồng từ khúc củi mà lên đẹp rất là nhiều rồi. Chơi 4 năm rồi không bao giờ thấy ai comment về cái loại cây này hết. Mà cây này là đời cũ rồi, bây giờ đời mới không có cái dòng này nữa, cho nên là bà con nên mua ha. Tại vì cái màu này rất là đẹp. Chị coi, thì Hương thấy cái màu vàng vàng cam cam kia không? Đó chính là cái màu này ha. Đó, cái màu này là dòng hàng cũ, cho nên là màu vàng cam này nè. Sofa bà con rất là happy khi mà chơi cái dòng hàng cũ này, tại vì nó không có chết mọi người. Nó là cái này cây bự ha. Còn cây hồi nãy đó là cây nhỏ của nó. Cái này Trinity Roll nha mọi người. Trinity Roll Halloween cũng là family của Halloween, nhưng mà nó là dòng Trinity Roll, nó sẽ lên màu vàng vàng đậm giống như vậy đó. Mà cái dòng này rất là khó kiếm hàng nữa, bây giờ mình kiếm không ra đâu. Đó là đời cũ rồi ha. Thì 170 đồng, dáng đẹp quá trời luôn, nên mua cây này ha. 170 đồng, dáng rất là đẹp, uyển chuyển luôn á. Ok, nên mua một cây về chung. Mà cái chậu này Ngân để cho mọi người là 60 nha mọi người. Chậu khi đi Hàn Quốc 60 đồng nha. Nên lấy cây đẹp như tiên về chơi. Dán đẹp, dán đằng trước. 100 mấy à? 160 đồng. 160 đồng, cây này đáng đồng tiền để mua mọi người. Bông thì quá trời luôn. Okay. Cái chậu nhiêu? Cái chậu cũng 60 luôn, đáng không tiền mua nha. Mua set này cho em. Dạ, không bao giờ hối tiếc đâu. Cái thước con dục rồi. Ok, tới đây. Bây giờ mình tới cây sen đá ma nha mọi người. Sen đá ma của Ngân là mọi người nên lấy nha. Cây này đi tiểu bang xa rất là ok luôn á, 10 ngày là bảo đảm luôn nha. Tôi đã nói
Hiện tại thời tiết nóng, ok, thì mình đi những cái loại mặt hàng nào mà ship đi được mà cây dễ chịu mình chơi ha. Ví dụ như loại này thì nó rất là thích nắng, có nắng thì nó sẽ lên màu hồng tím. Cây này dáng đẹp lắm mọi người, cây này Ngân để mọi người là 100 đồng. 100 đó là nó là got the cactus 100 đồng. Cái này là lá khô thôi, để lôi ra. Yeah, thân nè, thụ nè, cánh dày nè, bông đẹp nè, thích nắng nè, là hồng tím xà cừ ha. 100 đồng cây này ha. Cây này Ngân có 2 cây, Ngân sẽ phơi nắng nó cho nó lên màu. Cây thích nắng thì cho ra nắng. Rồi, oh my god, cây này quá đẹp luôn. Bông hồng vàng, bữa hôm nay mấy ngày làm mưa làm gió. Cảm ơn mọi người ủng hộ cái bông hồng vàng. Cái ai cũng thích mang về, cái ai cũng happy hết á. Ai cũng tiểu biên xe mua cái bông hồng vàng cũng rất là happy. Cô chú không có cầm len gì hết về cái vụ cây bông hồng vàng. Thì đây, cây này dáng đẹp quá, bonsai luôn. Cây này Ngân để mọi người 170 đồng. Bonsai không hoàn hảo. $170. Ừ. Nhiều, bây giờ crepe mới cũng 150 rồi. Mà chưa có rễ. Và bông thì ít xịt rồi. Mà cái này 170 đồng. Mà mọi người nhìn bông nè, quá trời là bông. Mà màu vàng cưng, nhỏ nhắn xinh xắn, mập thù lu mà dễ trồng, dễ chịu. Nên lấy một cây về chân ha. Cây này 45 đồng cái chậu. $45 for the pot. Tiểu băng xa nên mua loại này ha, vì nó rất là chịu trong thùng. 10 ngày nó vẫn sống nha. Tại vì nó dày quá rồi, nó nhiều hoa quá rồi, nó cái sức khỏe của nó tốt, cho nên nó đi được những cái chặng đường dài ha. Cho nên mọi người nên mua được 1 cây, 2 cây gì chơi nè. Rồi mọi người coi nó đẹp như vậy nè. Nó lên vàng cam. Hỏi mọi người coi nó có đẹp không. Mà Ngân thấy khác, Ngân trồng 1.5 năm 2 năm nay, nó lên màu vàng cam, nó vẫn giữ cái màu này mà nó đẹp là đẹp luôn. Bây giờ những cây bự giống như cái size này thì Ngân kiếm không ra nè. Đó, như cái size này nè, bự giống như vậy khó kiếm lắm mọi người ha. Rồi cây này Ngân để cho mọi người 600 đồng nha. $600. 600 đồng cây này đi. Cây này dày lắm mọi người ơi, nên mua nha. 600 hôm nay nha. Hôm bữa là 700, hôm nay Ngân sale xuống cho mọi người 100, là 600 đồng cây này. Nên lấy nha mọi người. Ngân có nhiều á, cho nên Ngân bỏ, Ngân cho, Ngân để đi bớt. That's why cây này là 600. Chứ cây này mà Ngân có chỗ rồi thì cây này nó lên giá lại nha. Không phải là mọi người nói, ủa sao hôm nay cây này là 600 mà ngày mai nó là 700 nha. Tại vì tùy theo cái tình huống là Ngân có chỗ hay không á. Nhiều lúc Ngân không có đủ chỗ để mà chứa hàng thì Ngân đẩy bớt. Khi Ngân có chỗ thì Ngân sẽ keep cái hàng của Ngân nha. Tại vì những cái hàng mà hàng rare Ngân bán đi rồi Ngân không có mua lại được. Ok, rồi. Ở đây có một cây bông hồng xanh cực kỳ đẹp, dáng đẹp luôn. Bự lắm mọi người. Để mình đi vô đây. Cây bông hồng xanh này khổng lồ, có rễ rồi, đẹp dã man luôn. Cây này để cho mọi người 300 nha mọi người. $300. 300 bự nha. Gần 19 inch ha. Rồi bền cao là 13 inch ha. Mà có cái bản thân của nó là dày ghê hồn chưa. Giờ kiếm cây mà bự giống vậy khó kiếm nha. Nha, cây này 300 ha. $300. Còn đây là cây bông hồng cam. Cái này thì nó khác cái bông hồng xanh kia. Cái này nó có viền màu cam, nó rare hơn cái hàng bông hồng xanh. Cái bông hồng xanh thì nó xanh lè, còn này nó có cái viền màu cam ở ngoài, nó rare hơn. Nó vừa xanh mà nó có viền cam ở ngoài cho nên nó rare hơn. Cây này thì bự hơn, cây này tới 500 thôi. 500 đồng. Bông bự đẹp lắm luôn á. Không biết làm sao mà quay được cho mọi người coi cái body. Phải cầm lên mới được đó ha. Sorry nha, tại vì nhiều hàng quá. Có hai. Rồi thôi cái này quay trước đi. Ok, quay đi cây này đi làm tới cây đó. Cây này thì rất là đẹp luôn, variegated ha. Cây này thì hát muôn giữa thằng Big Bang và Inferi. Bông ti cúp với hồng gian nữa. Nè mọi người có bông nè. Nhiều bông lắm mọi người, mà cái này thì hàng va. Variegated là có nhiều màu trong một bông thì hơi mắc tiền. Even though nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Cây này để cho mọi người là 250 đồng.
$250. Hàng vàng có nhiều màu nha mọi người, mà bông quá trời bông luôn. Hàng vàng là hàng hiếm á, có nghĩa là mình muốn mua mình khó mua á. Ồ, rồi mình có con cây nhỏ hơn nha. Cây nhỏ hơn, anh muốn mua cây nhỏ hơn. Cây này thì là $100. $100. Bonsai nha mọi người, cây này bonsai chuẩn luôn. So cute, $100. Đây có nhiều cây có rễ lắm mọi người ơi. Rất là nhiều cây có rễ. Ồ, cây này để bưng lên cho coi nha. Đây. Rồi, đây đây có cái body. Đây là đằng trước. Đây là đằng sau. Rừng hoa luôn á. Công nhận để trong cái máy hiên này nó tốt ghê. Nó mau phục hồi ghê. Nó đẹp. Đây. Ôi chà bông. Cái này $160 nha mọi người. $170. Bự nha mọi người, hai giống như là hai cái crack chồng vợ. Cái này gọi là phu thuê nha, dáng phu thuê. $160 trước đằng sau. Bông dị vàng. Qua wow, chị bông luôn. Có rễ rồi nha. Đó. Ok, thấy rồi. Còn cái chậu này là $60. $60. Chậu này hay mắc của Cory nha mọi người. Hay mắc của Cory. Đồ hay mắc Cory nó mắc lắm. Nhưng mà nó có giá trị. Nó không bao giờ bị đổi thời. Ở đây có nguyên một cái chậu này gồm có rất là nhiều bông ha. Luôn cây luôn chậu nên để mọi người $60 for the everything. Everything in the pot $60 nha. Nhiều loại rare khác nhau. $60 nguyên chậu này, ai ở local mình tới pick up nha. San Jose chỗ Centro á. Thì Ngân để cái chậu trước cửa nhà mọi người tới lấy ha. Mọi người muốn đến gặp Ngân, mọi người mấy ở khoa riêng nhà mình với Ngân, tại vì Ngân ở nhiều nhà. Cho nên là có khi Ngân ở Center, có khi Ngân ở bên chỗ nhà tiệm. Phòng tiệm, có khi Ngân ở Mibitas. Cho nên là mọi người gọi Ngân nói là ồ Ngân ơi em đang ở đâu. Thì em sẽ nói mọi người, em sẽ hẹn mọi người để mọi người chạy tới nha. Tại vì Ngân có 3 location cho nên là Ngân sẽ không có ở một cái chỗ nào nhất định của ngày hôm đó. Mọi người cứ nhắn appointment với Ngân để Ngân sắp xếp Ngân gặp mọi người nha. Rồi cái này, cây này cũng khá là bự nha mọi người. Không biết làm sao để mà cầm lên cho mọi người coi đây. Nó hơi nặng. U dày ghê ta. Cây này bể mọi người 400 nha mọi người. Cái chậu này là 70. $470 mà lấy nguyên set này cho em, đẹp quá trời luôn. $470 for the whole set. Đẹp lắm luôn á mọi người ơi. Hốt nguyên set này về đẹp. $470 à. Bự lắm mọi người, cầm nổi đâu. Rồi, ô oh, cây va. Cây cầm nó đi. Cây này cây va, cây này $400 là có cây này thôi đó mà đã $400 rồi, lý do tại nó là hàng vô tù very đẹp. Nó hơi mắc tiền á. Để Ngân cầm lên cho mọi người coi cái cây. Nặng quá bưng lên hỏi trình tập sinh sống hả? Này. Hàng ba, 400. Cây này chắc mọi người cũng thấy nhiều lần rồi. Nhưng mà Ngân không bao giờ bớt cái cây này đâu. Mọi người có hỏi Ngân bớt, Ngân cũng không bớt. Tại vì biết sao không, Ngân không lấy lại được. Không lấy hàng size này lại được. Cho nên mọi người cũng thấy nhiều lần rồi. Cây này 400, không bớt. Không bớt một đồng xu nào hết. Cho nên mọi người thích, mọi người lấy. Còn không thích thì mình bắt qua cây khác ha. Rồi còn cây này. Cây này thì 700 cũng không bớt. Hàng va nè. Va nhiều màu, có nhiều cái. Nó rất là bán đi, không có mua lại được. Ô, còn cây này màu cam, bữa nay tỉnh rồi nè. Cây này cũng là hàng rare nè. Cây này có rất là nhiều người trồng đã lên màu rồi. Cái này để cho mọi người $400 nha. $400. Đằng trước. Đằng sau. Cái này là hàng va nha mọi người. Nó ra giữa Big Bang và hàng Red Granite nha.
Big Bang và Red Janet. Cây này lý do tại sao 400 nó rõ luôn nha, chứ cây này không có giá 400 đâu. Cái này thường là 450 hoặc là 500 nha, tại vì nó có cái chỗ này một cái vết sẹo nhưng mà nó khô rồi. Ngân để cho mọi người là 400, nhưng cái đây nó có một cái vết sẹo, mà cái vết sẹo này khô rồi nha mọi người. Thì cây vẫn sống bình thường, em vẫn khỏe, màu em rất là đẹp. Cây này thuộc loại bây giờ giống hiếm, mình không có hàng nữa ha, Red Garnet nha. Rồi ok, 400 đồng. Còn cây này bữa nay cảnh nó wow rồi. This one, cây này là màu đỏ nha, có sọc. Cây này 300 đồng. Cái chậu 20 đồng nữa là 320 đồng. $324 for the whole set. Mọi người nên mua lấy cái cây này nè. Cái này màu đỏ đẹp lắm mọi người. Đỏ hoặc có sọc, mà bông thì giống như là bông 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 cúc gì đó. Ồ nè, coi nè, coi cái bông nè. Cái bông này lạ lắm mọi người. Cái bông này em có hàng chùm nữa, hàng chùm của nó không cũng đã 80 đồng một chùm rồi. Còn ngay cái crack của nó này, tỉnh này đẹp lắm mọi người. Ok. Cái này vấn đề của tụi nó là mình phải trồng cho tụi nó tỉnh thôi á, chứ nó mà tỉnh là đẹp dữ lắm. Ở trong đây bốn mấy hồng giang nha, hồng giang. Hồng giang bonsai. Hồng đâu? Right here. Hồng giang bonsai. Hồng giang khó trồng mọi người ơi, thôi mọi người nào mà mới biết chơi thôi đừng trồng hồng giang. Hồng giang khó trồng lắm, trồng chết cái mọi người buồn á. Thôi, bỏ, khó quá, bỏ qua một bên. Để chừng nào mà cây nào mà nó quá xuất sắc á thì em sẽ đưa cho mọi người, cho mọi người dễ trồng ha. Còn này là Plantain Middle nè. Plantain Middle 140 đồng cây Plantain Middle. $140. 140 đồng. Còn đây cái Sunbird của Korea. Sunbird Korea này chị Hương quay nổi nè. Sunbird Korea này nên mua một cây mọi người. Ai đã là collector rồi chưa có cây Sunbird Korea, mua một cây Sunbird Korea về chân. Mốt lớn lên đẹp dữ lắm mọi người, xanh trắng hồng. Cây này con dở mọi người 600 nha. Sunbird Korea 600 đồng nên mua. Mua nha. Cái cây này là chỉ có hai nhánh này thôi. Ngân add on thêm nha. Mấy cây nhỏ nhỏ của Ngân add on thêm cho nó hoành tráng. Chứ thật chất cây này chỉ là một cây và hai nhánh này thôi. Ngân add on hết toàn bộ. Thì Ngân sẽ để cho mọi người là 600 chặn hết tất cả những gì Ngân add on cho mọi người. Thì mọi người về mọi người làm y chang của Ngân. Và cây này đã có rẻ rồi. Cho nên very successful. Để mà mọi người chơi sân bớt của đại hàng. Cây sân bớt của Cory cái bông nhí nhí khó nuôi dữ lắm. Rất là khó nuôi. Cho nên là nuôi cứng rồi thì nó lấy một cây về chơi ha. Rồi ok. Cái bông hồng vàng này bữa nay cũng còn cây đây. Còn 1, 2, 3. Nào. Đây một cây. Cây này 300. $300. Cây này 600. Đếp bông hồng vàng không có nói giá được. Tại vì bông hồng vàng nó mắc dữ lắm. Rồi cây kia thì là 400. $400. Kiếm bông ra. Còn cây Sunbird này thì là 450. $450. Rồi có cây cây bật phim nè. Chị Hương bị chết cái cây này, khuất tịch chị Hương buồn lắm nè. Cái này hàng chùm ha. Hả chị Hương nhỉ, chết cây này chị Hương buồn lắm nè. Chị Hương mới chết cây khuất bụ chà bá lửa luôn, mà của cái dòng bật phim nè. Giờ ở đây Ngân cũng không còn cây nào, chỉ còn hàng chùm thôi. Ai lấy cái hàng chùm này có rẻ rồi. Cái này để cho mọi người 70 đồng nha. Cây này cây chùm bờ phim 70 đồng có rẻ rồi. Em đẹp dữ lắm, xanh hồng vàng trắng. 70 nha. Rồi cây mất tiền không hả? Cây mất tiền một con chơi nha. Cây này đi, cây này rẻ tiền nè, Vitasta nè. 150 đồng nha. $150. Lấy luôn cái chậu cho Ngân 45 đồng. Là 100 ok, 190 đồng nguyên cây nguyên chậu.
190 đó là phải được không xếp. Lấy nguyên sách này về tưới nước thôi là ok, không cần lo sợ gì hết. Cây này chỉ ở trong mát là ok luôn, không cần phải lo sợ gì hết nha. Cây Dollar Tree của em nó lên màu kìa. Dollar Tree của em lên màu đẹp quá luôn á. 90 đồng cây đó nha mọi người. $90 bự lắm á, dáng đổ bự, đâu thấy mất màu gì đâu. Đặt tròn mất màu từ lưa. Cây của em lên màu nè, baby non nè, baby non mà cũng là màu hồng nè. Không hiểu sao mọi người bị mất màu của em luôn. Hình như mấy cây va nó mất màu vô, còn cái cây này nó màu xanh, cái lá màu xanh nó còn của mình nó, cái lá màu xanh á, nó còn màu hồng, mà cái va nó mà xanh với trắng trắng á, nó mất màu luôn, nó không có ra được màu hồng. Còn cây này là hàng va nữa nè, cây này cháy nắng rồi, sau đó là thầy vô để nó cháy nắng. Nhưng mà cây này cũng ngon là có rẻ hết rồi nha mọi người, nó chỉ mới bị bên thôi. Cây này giỡn mọi người 200 nha mọi người. Cây này hàng hiếm lắm, hàng va đó mọi người. Xanh trắng vàng hồng, xanh trắng vàng va hiếm. Rồi cây cái này cũng gì đẹp quá ta. Cây này cũng nhiều màu nè mọi người. Cây này 150. $150. Nhiều màu 150. Ô chào ơi, mấy cây va nó khó thiệt nè. Đó. Ý xì ơi, khó khó. Cái cây va nó hơi khó trồng. Giờ cây vàng với Halloween hoặc là Medusa đi. Cái dễ. Rồi cây này đi, hồng giang đây. Hồng giang chùm với mọi người. Hồng giang chùm này cũng ngân bắn rễ rồi nè, lên màu đẹp rồi nè. Hồng giang chùm này ngân cây này bự lắm nha mọi người. Để cho mọi người 100 nha. $100. Rồi cây này nè, bột phim to. Bột phim to. Toàn cây. Dễ thương. Cần cây quay hiên nè chị Hương nhớ chưa, nhớ không? Ok, cây này cần cây, mà cây này nó cùng một thời của chị Hương ngày xưa, nhưng mà hồi lúc đó nó về nó bị gãy á, cái Ngân cũng nuôi, Ngân không bán được á, cái nó bị gãy cái này, nó gãy cái này, cái nó ra baby nè chị Hương. Nó ra baby. Cây này của Ngân cũng còn sống nha. Cây này Ngân để cho mọi người là 400 nha. Cái này lên màu đẹp lắm mọi người. Cái này full đi rút tịch rồi. Cái này lên màu đẹp lắm. 400 nha. Hồi nãy nó chùm mới cầm lên là nó đây nha. Right here. Nè. Nó đó mọi người nha. Nó đó. 400 nha mọi người. 400. Ai không có tiền mua crack thì mua cái chùm nha. Oh my god. Cái này bữa nay lên đẹp quá. Xanh trắng hồng. 100. Rồi cây bông cải của Ngân 3 bông bữa nay cũng lên đẹp quá. 120 for the big plant. 120. 3 hết. Rồi, còn cây này. Một phim. 140. Cây này mấy chục hết lận á, 140. 140. Rồi ok, bây giờ mình có cây này. Hồng trời, khoát tịch. Đẹp giả mang luôn. 400. Cây này đẹp giả mang, cánh dày lắm mọi người ơi. Bông dày, cánh dày, ơi là dày mà không kỹ không gì hết. Mới mua này nè, tiểu bang xa nên mua này về happy vô cùng luôn á. Nè nhìn coi cái bông nè. Đó. Có ra nè, nó lên vàng hồng đỏ nha mọi người. Bông quá trời là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dù quá trời bông luôn, quá trời bông luôn, dày lắm nha mọi người. Có 390 đồng, 390 nha. Còn cái chậu bông sen này là 75 đồng nha. $75. Cái bông sen này mắc và đẹp, đồ mắc tiền mà đẹp. Ui, cái cục này ngay đẻ baby. Ôi trời ơi, nay nó cứng thiệt rồi chị Hương ơi. Nó bắt rễ rồi, mừng quá. Cái cục tròn do như với nhau này nè. Này, cái này là cái cactus. Bữa nay nó đẻ cho em thêm một baby nữa mọi người ơi. Đây, rút khoe cho mọi người. Nó đẻ thêm một cục nữa đây.
Cây này một năm nó mới đẻ có một cục thôi, mà bữa nay năm nay là đẻ được cho Ngân 4 cục rồi. 1, 2, 3, 4 cục. Hát phu đi nó đẻ thêm cục nữa là 5 cục. Có hơn 1 năm mà chưa có ra cục nào. Bông thì có mọc ra nhiều lắm mà không có cái... Không, nhưng mà sau khi cái bông là cái cục nó đó chị. Ủa nó tàn luôn hả? Ừ. Ủa sao ngồi trước vậy? Nó còn giữ, nó còn... Nhưng mà giờ nó tàn luôn, cái bông rớt xuống luôn. Ủa vậy hả? Ừ. Ồ, của em thì em tưởng cái này là hôm bữa là bông. Cái hai cái gì nó thành cục nè. Ừ. Cứ không có ra bông không mà xong cái bông nó tàn rồi, nó không có đậu thành cái cục đó. Nè. Em rất là thích nó đẻ thêm một cục nữa. Nhưng mà bông thì đẹp. Bông thì Hương nó rất là đẹp luôn á. Chị Hương chụp hình cái bông. Cái bông nó rất là đẹp luôn, nở cũng được tới mấy ngày á. Nhưng mà của Hương không biết tại sao nó không có đậu được cái con hả? Cái con nào cho Hương hết à. Sao kỳ vậy ta? Không biết. Sao kỳ vậy ta? Hay là cái cát của chị Hương là cục cục khác cục, hay là cái cục, loại cái cục, loại cục khác. Woman. Không biết. Cục woman có ngày cục đực. À cục của chị Hương là cục đực chứ, tại vì cái này của em là để baby là cục cái. Cục của chị Hương là cục đực. Thì chị Hương ghép vô chung đi. Ghép vô. No, của Hương nó cái cục của Hương nó bự lắm. Cái cục của Hương nó bự hơn cái cục này luôn đó, mà nó chồng lên 6-7 cục chồng lên. Vậy hả? À. Vậy nó mạnh đó. Nó mạnh quá. Cái cục bự lắm mà nó 6-7 cục nó chồng lên mà không có bao giờ ra. Nuôi năm rồi không có ra một cái bé bi nào hết mà nó ra bông. Vậy hả? Bông nở lần tới 4-5 cái bông luôn. Wow. Mà bông bự lắm, bông nở bự. Đẹp hả? Ừ, đẹp. Dạ. Cái này thì cũng khó trồng mà bây giờ trồng mới thấy cứng rồi nè. Mới đầu về nó mềm mềm mọi người. Cái xong từ từ bây giờ cái nó cứng nhắc luôn rồi. Nó cứng nhắc luôn rồi. Hôm bữa về nó mềm lắm. Cái bây giờ nó cứng rồi. Bây giờ nó đẻ ra đi. Rồi ok, cái này để mọi người 220 nha. Lý do tại hôm nay nó đẻ thêm một baby nha. Nó càng đẻ baby cô Ngân càng tính tiền lên đó. Tại vì càng ngày càng đẻ baby là càng ngày càng nảy nở đó, là tính tiền lên nha. Cứ một baby đẻ ra là thêm 15 đồng cho tới 20 đồng. Dạ, yeah, cho nên cây á, mình nuôi cây á, actually có lời mọi người. Nó đẻ con, nó đẻ nhánh, cái là mình có lời nha. Mình tặng cho người ta một cái baby mình cũng biết. Ồ, oh, cái này có bông chị Hương ơi, có bông. Cục này của em có bông. Ra màu hồng cam. Hai bông ha, mỗi cục này 40 nha. Còn mấy cục này thì là 70. Cục này 40. Cục này tới là 200 đồng rồi mọi người, cục này mắc tiền lắm. 200 đồng luôn, lâu tỉnh ghê. Cái này có bông nha mọi người. Cái này để Ngân cho mọi người coi cái bông của nó nè.